Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống ở Pháp. Thì Noel cũng sắp đến, theo mình nghĩ thì các bạn cũng đang băn khoăn không biết sẽ làm món gì để đãi cho gia đình và bạn bè của mình. Thì mình có một món rất là hay mình muốn chia sẻ với các bạn là thịt thăn heo cùng với cao chân vịt. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm ha.